tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, mình được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác tuổi Bính Thìn trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Bính Thìn chỉ ra rằng đúng tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, người tuổi Bính Thìn sẽ có được các tinh trợ mệnh thần tài giận mức giải hung hóa cát vượt mọi trong gai sự nghiệp tăng tín tài lộc thăng hoa vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi bính thìn hãy cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé Tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, là tuổi con rồng, thuộc mệnh thổ, xa trung thổ, nghĩa là đất lẫn trong cát. Người tuổi Bính Thìn, rất hợp vào, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bản mệnh tuổi Bính Thìn, nên lựa chọn ngày giờ hoàng đạo nói trên, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Và người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh xa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản khó khăn đầu óc tư duy linh hoạt nếu luôn nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều, hay bỏ giờ giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi bính thìn, rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng, nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người tuổi Bính Thìn chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình hoàn toàn có thể trở thành người lãnh đạo xuất sắc có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho thiên hạ. Người tuổi Bính Thìn được hưởng tuổi thọ cao từ 80 đến 95 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, cuộc đời sẽ gặp thêm nhiều may mắn, thuận lợi. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này sẽ giúp cho quý cô bác tuổi Bính Thìn biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Xin mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cho thấy đầu tháng bản mệnh có chính tài gặp suy, nên vận trình không mấy thuận lợi. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trở nên thiếu tinh thần cầu tiến vươn lên, trong sự nghiệp công việc gặp khó khăn sẽ tìm cách lùi bước trốn tránh, tâm lý yếu đuối, không chịu được áp lực. Có thể thấy với người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, ngay từ tuần đầu tiên của tháng đã tỏa ra khá kín tiếng trong công việc, đồng thời cũng có suy nghĩ bi quan, suy nghĩ đi làm khá tạm bợ và thờ ơ. Khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cũng gặp bất lợi, chính quan trong bát tự thập thần là chính khắc tà kiềm chế ta, có thể thấy người tuổi này làm việc khá là quy tắc và cẩn thận. Trong tháng gặp vận ngũ hành Lâm Hãm địa, nên hành vi thận trọng lại mang tính tiêu cực, dường như người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 đang bị quá bó buộc vào lý thuyết và quy định trong công ty. Ngũ hành bất lợi, vận trình sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 tương đối vất vả, khi cung mạng tương hình với nguyệt lệnh cục diện ngủ hành thìn thìn tự hình, ngụ ý tính tình cố chấp, sống quá nghiêm khắc nên quan hệ xã giao không được tốt, bản tính kiêu ngạo, khiến người tuổi bính thìn, sinh năm 1976, không thích bị người khác sai khiến, điều khiển, càng không thích bị người khác chỉ trích. Những việc mình làm, dù bản thân có tài, nhưng mãi không gặp cơ hội tốt bởi vì cư xử không tốt nên không có quý nhân tương trợ, một mình phải buôn ba, vất vả cố gắng nỗ lực. Ngoài ra, trong tháng bị cung sung chiếu, người tuổi bính thìn xuất hành không thuận lợi, cẩn thận đề phòng đụng chạm tới công quyền, pháp luật, gây nhiều bất lợi cũng không nên thực hiện những công việc quan trọng vào thời điểm này dễ bị phá ngang gây hao tài, tốn của. Trong công việc, đối với những người làm công chức, viên chức, công nhân, nhân viên hành chính, nên chú tâm vào công việc chính, tập trung vào công việc chuyên môn, cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Tránh ôm đồm quá nhiều việc, hoặc thực hiện các công việc phụ, ngành nghề tay trái, mà ảnh hưởng tới công việc chính, gây cản trở con đường thăng tiến của bản thân. Đối với người làm, kinh doanh, buôn bán, nên phát triển trên nền tảng cũ, không nên mở rộng về quy mô, hay thay đổi công việc sẽ gặp nhiều bất lợi. Tháng có vận khí bị tiêu hao, hay gặp nhiều trở ngại, chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn. Người tuổi Bính Thìn nên lập ra kế hoạch và có mục tiêu cụ thể để từng bước thực hiện công việc, lạc quan quyết tâm thì ắt sẽ thu được kết quả. Về mặt tài vận, Tử Vi cho thấy bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Bính Thìn, về mặt tài vận không được ngũ hành ủng hộ nên không được như ý. Những người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên hành chính, nguồn thu nhập từ chính tài có phần ổn định, thứ tài thì rất ít, hoặc không có. Kiếp tài lâm cục, những khoản tiền đầu tư vào những dự án trước đó, có phần chậm chạp, thậm chí bị phá vỡ, không thu được kết quả. Những người có ý định, đầu tư, kinh doanh thì đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu. Nhắc nhở bản mệnh, trong một tháng nhiều hung tinh thế này, hiện tượng phá tài vẫn luôn tiềm ẩn, cho nên, bản mệnh tuổi bính thìn, nên cẩn trọng trong đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt tránh xa các trò may rủi, cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền bạc lại đội nón ra đi. Trong tháng này, tinh thần của người tuổi Bính Thìn không tốt, đang thiếu đi sự hăng hái, nhiệt tình nên cũng không có suy nghĩ phải tìm cách khắc phục những khó khăn về tài chính. Ngoài ra, áp lực tài chính từ phía gia đình càng khiến bạn muốn trốn tránh thực tại. Từ vi tuổi Bính Thìn cho thấy, về mặt tài vận trong tháng 3 âm lịch có chính quan lâm nhược, điều này cũng khiến người tuổi Bính Thìn trở nên nhát gan, sợ trách nhiệm một phần cũng vì trí tuệ của bạn bị ngũ hành hạn chế, bản thân do không chắc chắn, nên không dám đứng lên gánh vác công việc được giao. Những người làm kinh doanh, buôn bán, vận may bị sa sút thiếu đi sự hỗ trợ của các tinh, nên thu nhập cũng bấp bênh, đồng tiền vào ra chỉ đủ cho nhu cầu cuộc sống, chứ chưa có được sự dư giả. Trong khoảng thời gian này, may mắn có sao văn xương tinh, vốn là một cát thần mang ý nghĩa về địa vị, chức vụ, và đường học vấn thông đạt mệnh chủ tuổi bính thìn thông minh, trí tuệ, cư xử khéo léo, có hiểu sâu, nên các tinh này chiếu mạng, sẽ gặp được điểm cắt lành, gặp hung hóa cắt, nên vận trình tài lộc cũng không cần quá lo lắng. Về mặt tình cảm Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, về phương diện tình cảm của bản mệnh tuổi bính thìn không được tốt cho lắm, bản mệnh không cởi mở, người tuổi bính thìn, sinh năm 1976, gặp nhiều áp lực từ công việc, và tài chính, nên tâm lý không được tự do, thoải mái, bạn có xu hướng trói buộc suy nghĩ của chính mình, bản thân luôn xa cách người thân, bạn bè, và muốn tự mình bươn trải trong cô độc. Tử vi tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, tuổi bính thìn tình cảm gặp nhiều trắc trở, con giáp này chịu sự chi phối từ chính quan, khiến tính tình gian xảo, hay dở trò thông minh vặt tính xấu này khiến quan hệ xã giao của bạn gặp phải những rắc rối. Ngoài ra, trong gia đình có điểm báo xuất hiện người thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Tính tình tùy hứng khiến đối phương chán ghét, thời gian này vận thế của bính thìn có hoa cái thần đi vào cung mệnh, thần sát này vừa hung, vừa cắt, tính tình hơi lập dị và cô độc nên chuyện tình cảm bị ảnh hưởng xấu. Bạn đừng quá kiêu kỳ, không coi trọng mọi người, mà quan hệ tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, dẫn đến chia ly, xa cách nhé. Về mặt sức khỏe Tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, với những rắc rối xuất hiện trên mọi phương diện của cuộc sống, khiến người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 không khỏi mệt mỏi. Nguyệt lệnh Lâm Suy cho thấy, dấu hiệu sức khỏe của bản mệnh bị sa sút trên cả hai phương diện là thể chất và tinh thần, bạn không nên để tình trạng này kéo dài. Tốt nhất bạn hãy tìm cách tâm sự với người đáng tin cậy và có cái nhìn thoáng hơn về mọi việc, không nên quá cố chấp với mọi vấn đề mình đang gặp phải nếu phải đi công tác xa nhà hoặc lao động chân tay trong thời điểm này bản mệnh cũng cần hết sức cẩn thận tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc đặc biệt khi đã mệt mỏi thì không nên làm việc hãy để bản thân được nghỉ ngơi thư giãn đối với nữ mệnh không nên tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp về dao kéo để làm đẹp rất dễ nguy hại tới sức khỏe thậm chí còn đe dọa tới tính mạng nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, bản mệnh nên đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt, phát hiện bệnh kịp thời, nhanh chóng chạy chữa, đừng vì công việc bận rộn mà tìm cách kéo dài thời gian, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Để thành công, người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, cần rèn luyện những thói quen sau. Biết sớm, giàu sớm. Thứ nhất là không ngại thất bại một trong những câu nói nổi tiếng của ông chủ facebook mark zuckerberg rủi ro lớn nhất chính là không dám đối mặt với rủi ro trong một thế giới không ngừng biến động lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám chấp nhận rủi ro bạn không thể tạo được những thành công vượt bậc nếu cứ sống trong vùng an toàn của chính mình để đạt được thành công bạn hãy không ngừng thử thách bản thân coi thất bại là những trải nghiệm để phát triển bản thân từ đó bạn sẽ phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân thứ hai là biết cách đặt niềm tin đúng chỗ. Bạn không thể thành công nếu không có những người bạn, cộng sự đáng tin cậy bên cạnh. Điều này còn có ý nghĩa trong việc làm việc nhóm hay trong các công việc tập thể. Bạn nên khích lệ, động viên và tôn trọng ý kiến của các thành viên, tìm kiếm những điểm tốt ở họ để đặt niềm tin đúng chỗ. Đây cũng chính là động lực lớn nhất để các thành viên trong nhóm phát huy được thế mạnh của bản thân, đóng góp hiệu quả nhất cho công việc chung. Thứ ba là suy nghĩ tích cực. Cuộc sống không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái mà lẫn trong đó là những chiếc gai nhọn. Có những lúc bạn không tránh khỏi những khó khăn, thất bại cay đắng. Vào những thời điểm như vậy, hãy luôn biết cách nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề, nhận ra ưu điểm của chính mình và có niềm tin vào cuộc sống. Chỉ khi bạn có lòng tin ở bản thân mình thì mới có động lực để phấn đấu và nỗ lực. Chắc chắn thành công luôn ở phía trước bạn, hãy đi tìm chúng nếu bạn thực sự đam mê. Thứ tư là sáng tạo người thành công không bao giờ bước đi trên con đường đã được lập trình sẵn họ luôn tìm tòi khám phá những điều mới mẻ và khẳng định tài năng của chính mình bởi vậy nếu không có sự sáng tạo thì bạn sẽ mãi không có bước tiến mới những đột phá trên con đường đi đến thành công vì thế hãy luôn rèn luyện cho bản thân tư duy sáng tạo để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống công việc của bạn và cho cả xã hội thứ năm là không bằng lòng với những điều đã đạt được đạt được thành công không phải là tất cả với những người này, họ luôn muốn vươn tới những đỉnh cao mới, những mục tiêu lớn lao hơn. Chính vì vậy, nếu chỉ biết hài lòng với vị trí của mình, bạn sẽ bỏ qua cơ hội làm cản trở việc học hỏi và phát triển của chính mình. Hãy phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực, không ngừng học hỏi để tạo ra những thành công lớn hơn. Thứ 6 là biết thừa nhận sai lầm. Người thành công không bao giờ ngụy biện hay đổ lỗi cho sai lầm của mình. Họ thừa nhận thất bại, học hỏi từ những sai lầm và cố gắng khắc phục nó để không bao giờ mắc phải những điều tương tự. Điều này cũng cho thấy họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, rút ra bài học cho sự thành công trong tương lai. Thứ bảy là không ngừng học hỏi. Cuộc sống là một cuộc hành trình với những bài học thú vị. Hãy không ngừng học hỏi từ sách vở, từ cuộc sống để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Theo một nghiên cứu cho thấy 88% người giàu thành công nói rằng họ đọc 30 phút hoặc hơn mỗi ngày để trau dồi kiến thức hoặc các kỹ năng cho công việc, trong khi chỉ 2% người gặp thất bại làm điều đó vì vậy liên tục học hỏi và cải thiện mình là cách để bạn trưởng thành và tự tin hơn thứ tám là quan tâm đến những người xung quanh những người thành công không bao giờ là người co cụm trong vỏ ốc của chính mình mà họ là người biết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ xây dựng một mạng lưới mối quan hệ bền vững trở thành một trong những bí quyết nổi bật của người thành công nhờ đó họ gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhiều người cũng như giúp ích trong công việc của mình thứ chín là giữ lời hứa có thể nói, giữ lời hứa là một trong những việc làm khó khăn nhất của con người. Chính vì vậy, việc cố gắng giữ lời hứa tức là bạn đang giữ gìn danh dự của mình và tạo sự tin cậy nơi người khác. Điều này giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhất là với người thành công, họ luôn coi chữ tín là tiêu chí hàng đầu và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó. Thứ 10 là biết cách lắng nghe. Lắng nghe tưởng chừng như điều rất đơn giản nhưng có không ít người bỏ lỡ thành công vì không chịu lắng nghe người khác. Hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta lắng nghe và thấu hiểu người khác tức là việc bắt đầu một cuộc giao tiếp và gây dựng mối quan hệ. Điều này cũng thể hiện bạn tôn trọng người đối diện. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thành công trong tương lai. Thành công không phải là thứ hễ bạn cứ muốn là được mà đòi hỏi phải trải qua một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện những thói quen tốt. Hy vọng những bí quyết này có thể giúp bạn có được bài học quý báu khi muốn phấn đấu đứng trên đỉnh cao của thành công. Vâng, quý cô bác tuổi bính thìn kính mến. Trên đây là tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Hy vọng quý cô bác sẽ rút ra cho mình được những thông tin hữu ích từ tử vi tháng 3 âm lịch của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã theo dõi hết video. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý cô bác tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại